những vật phẩm phong thủy giúp trừ tà. Vật phẩm phong thủy trừ tà hiện được nhiều người quan tâm và tìm đến, bởi trong công việc kinh doanh, buôn bán hay công việc hàng ngày không thể tránh khỏi nạn tiểu nhân ám hại và tà khí bám theo. Những vật phẩm phong thủy trừ tà bao gồm tiền đồng hóa sát, mài hòa kim tiền giải trừ sát khí, gà bằng đồng, sư tử đá và đồng, long quy, voi đồng, tháp văn xương, tỷ hưu, hồ lô, kỳ lân, minh chú quan âm và thiềm thư. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.